đây là món chiên gà xả tắc. Vậy là mình xong cái gì? Đó. Bây giờ mình đợi khoảng 10 phút sau thì mình ăn. Ăn liền luôn. Ăn liền luôn. Yeah. Vậy đó mình đem cho mình gặm trước. Gặm luôn, em ngồi gặm phút làm chén muối đi, tiêu chắc ăn không? Mình xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với kênh của Jenny. Tắt đi. Mình học em dâu mình làm món chân gà ngâm xả tắc. Chân gà này khoảng bao nhiêu? 1,5 kg. Cái này là khoảng 1,5 kg chân gà. Cái đây là tắc, tắc là khoảng nửa ký. Đây thì có là dụng cụ gia vị, thích ăn nhiều để nhiều. Cái này á, thì mình ăn nhiều để nhiều, thích ăn ít thì để ít. Cái này trong đó có là xả, hành tím, ớt, tỏi. Cái này thì mình băm nhỏ. Ở này mình phải thêm mấy trái ớt nữa. Ớt xay của chị rồi. Ớt xay để dưới em. Ớt xay chứ không có cái này mình xài ớt xay. Rồi gia vị thì có nước mắm, đường, bột ngọt, muối. Này kia nó mở ra một kinh cảm này chị. Lấy muỗng. Dạ. Gà thì mình luộc trước, mình để xả, gừng, chanh mình luộc. Luộc xong rồi em cắt nhỏ nó ra. Phải không? Yeah. Thì luộc chín rồi em cắt nhỏ nó ra. Thì em để trong tôi là nằm mới ăn, để tủ lạnh xong rồi mới trộn cho nó dẻ lại rồi mới trộn. Thì gia vị thì tôi thì có tắc, cái này là khoảng 1,5 kg. Tắc, ok. Trước thì bỏ tắc vô. Cái đó là muối. Muối. Khoảng một muỗng muối. Không muối. Một. Bây giờ trộn đều lên. Muỗng đường là muỗng mình ăn kem nha quý vị. Muỗng một muỗng cho nó thôi. Trộn cho nó thấm gia vị. Thấm. Trộn gì mà trong vòng nửa tiếng là được ăn liền luôn á. Cái này trộn khoảng nửa tiếng là mình được ăn. Làm là đã nghiêm rồi, nó đậm đà rồi. Ôi lúc mà luộc gà mình có nêm gì mà? Dạ, có. Lúc luộc gà mình nêm gì? Bỏ muối, bỏ tí đường cho đậm đà chiên gà. Luộc cho chân gà nó mềm hay là luộc mềm thử vừa ăn. Mình trộn đều xong rồi mình bỏ hết cái gia vị này vào. Đây thì có xả. Đây, xả tỏi, hành tím băm. Tím băm, xả băm nhuyễn và xả sắc sợ. Mắm vô chứ. Dạ. Mắm cho nó dịu nó thơm. Phúc ơi. Lấy gì chị lấy đó. Cho em tí nước mắm rồi. Đổ vô tay em. Tí nè. Cái này khoảng 2 muỗng. Đúng rồi, rồi. Ok. Cái này là khoảng 2 muỗng nước mắm. Cho nó thơm, nó bắt. Cái này là món chân gà xả tắc. 2 năm ăn cũng không hư nữa. Đừng có nấu nước đường. Đừng có nước đường. Giấm đường. Không có cần nấu nước giấm đường. Tại nó áo, cái này là nó chỉ áo cái phần cái này của mình nè, tất nhiên nó không có ra nhựa, không có bị lầy. Còn nếu chị nấu á, là nó không có dính được những cái nhựa đường của mình, nhựa đường còn sống bỏ vô á. Dạ. Chị hiểu không? Là nó sẽ nó chị ăn vài ngày nó sẽ lầy, còn cái này chị vì nó áo vô nó bảo quản là không có bị. Cái này ăn bao lâu? Để tôi làm ăn bao lâu? Chị để ăn hoài luôn. Em nói 2 năm ăn cũng không hư. Cứ bỏ tủ lạnh ăn hoài. Nếu mà ai không ăn cay thì mình như vậy là được rồi chứ. Đúng, ai không ăn cay thì như vậy. Mà chuyên gia phải ăn cay, không ăn cay là không ăn đâu chị. Thì Phúc lấy gì lấy cho mẹ lấy. Không, đúng rồi. Mình lấy để cho Sari trước khi mình bỏ bỏ. Không cần lấy tô cho em nha. Mình bỏ riêng cho bé, tại bé nó không ăn cay được. Không chưa. Chưa không? Chút xíu nữa đi. Xong rồi. 5 phút nữa đi.
Giờ bỏ ớt. Nhà chị ăn cay không? Cay. Ăn cay mới đã chứ chị ăn không ăn cay không ngon đâu. Ồ, cái này phải ăn cho cay. Cay chó đỏ nó ngon. Thấy chứ trộn lên nó không ngon. Nhiều nó cay, cay nó không ngon. Đỏ sao chị nói ăn cay được nữa. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Nước tắt rồi nhưng mà cái miếng này là mình sắc nguyên trái. Ờ, mình sắc nguyên trái. Yeah, mình sắc nguyên trái mình cứ để gì nè, đâu có bớt ra đâu. Ồ. Vậy nè, tự nó tan nó làm gì nó làm. Nó tan hả? Thơm con. Hay mà đó. Phải không? Yeah. Món này nhậu. Nhìn hấp dẫn không? Ok, được rồi, được rồi. Bây giờ mình đợi khoảng 10 phút sau thì mình ăn. Ăn liền luôn. Ăn liền luôn? Yeah. Vậy thôi mình đem cho mình gặm chứ. Gặm luôn, em ngồi gặm phút làm chén muối đi, tiêu chắn ăn không? Ờ, phải muối muối rồi đây làm, em phải coi coi nào. Đây, ờ, món chân gà sả tớp. Luôn là con em làm muối cho bác Nguyên rồi. Tôi đứa cháu nó làm muối. Đó, không, không dưới nè, không có củ mèo hết, chứ chữa. Con có mỏi. Cái đó là sọt. Sọt cũng làm giỏi quá ta, để con muỗng nè. Không có tắc nhờ má. Tắc mẹ con đang làm. Mẹ chừa mà con. Ồ, cái này có muối tắc nữa. Đúng mẹ con nấu ngon nha, nhìn hấp dẫn nha. Chưa. Còn có ớt nè. Có chị. Ăn cay được không? Được, được, nhưng mà sư có ăn chấm. À, đúng rồi. Kể nó con nó chấm muối tây ninh của nó rồi. Con lấy, ồ nó chấm muối tây ninh của nó. Ồ, ok. Ok, wow. Giờ nặng tắt bỏ vô. Wow, tắt mình cắt mình nặng gì á hả? Yeah. Ồ, chị lần đầu tiên chị biết. Và Phúc làm nhà nghề quá ta. Yeah. Vậy là mình lên và mình nhậu được cái gì? Cười. Đâu cũng tốt mà. Tụ họp ba người. Nói gài xả tắt. Mặn không? Ồ, nhìn hấp dẫn. Ok, này chân gà xả tắc. Chân gà xả tắc của mẹ con làm ơi. Ngon ngon sorry. Ngon. Con phải nói làm sao mẹ con làm ngon phải nói làm sao? Ngon. Ngon. Cay không? Không. Không có cay. Phúc ăn sao không? Very good. Very good. Giỏi. See. Được nhiều lắm á tại nó. Wow, sorry thích ăn món này nha. Ăn từ từ mất xương nha ba. Mất xương. Đâu ăn từ từ con. Mất xương hả? Mẹ mày mất xương là tới công chuyện của con. No no, con ăn từ từ mẹ thôi, từ không từ được mất xương nha. Rồi, xay luôn. Xay luôn, mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn. Ăn chấm miếng. Tóc miếng. Chấm miếng quất miếng. À, cả miếng này ăn liền nó không thấm em. Ăn liền nó thấm, thôi mùi xả. Để lâu còn thấm. Ở này để lâu lắm thêm nữa. Ngon chứ không? Ngon chứ. Cái này em luộc vừa. Nước nó soi em luộc. Chị vừa soi, có chị đảo ở dưới lên. Dạ. Bỏ nguội làm. Ừ. Để nhiều xảo quá. Để nhiều xảo, xảo nhiều thôi không cần. Cái này hành không? Ngon xả. Nó ngon á. Tại chị mất. Rí do sao bỏ hành không? Chị sao? Làm chị đâu bỏ hành đâu. Chị làm chị đâu có bỏ hành bằm vô đâu. Rồi mới nãy là mình có hành tím. Hành tím, xả, tỏi với xả. Ăn tiền là ăn tiền cái hành đó. Nếu mà cái chân gà em chết cha. Em cắt chỗ này á thì nó dễ ăn. Ừ. Chứ thường thường á chị thấy người ta để nguyên càng luôn. Đúng. Sorry, xếp Uyên miếng giấy đi con. Chị bác Uyên làm cái này vô á. Ôi mẹ thấy chưa. Ok, thank you. Bỏ xô đây nè cho dễ. Xô đi xé dùm mày miếng luôn. Xé có rồi, anh chùm xoài đi con. Như đây nè. Đó. Nè. Dạ. Cho nên em cắt kiểu này là nhìn nó ngon. Rồi anh Hòa xuống. Rồi anh Hòa. No, anh Hòa không biết ăn này đâu. Đồ của mình ăn, anh Hòa ăn không có được. Anh Hòa ăn đồ mỹ. Ủa, mà bác Nguyên nó sẵn rồi. Trong xíu muối ngon. Ngon là chị thấy nó ngấm ngon. Cay không ạ? Nó cay không? Nước sốt. Thanh thanh không cay nữa.
con cố không ăn được. Ngon. Vậy là có tiền à. Chúng anh là chấm này nó ngon. Nghe cho lát luôn như em thì mới ngon. Nghe ăn nghe không nổi. Xương nha. Có. Chị em mới làm cốt xương không? Không có, nghe cho lát sẵn. Cay. Mới nãy mẹ con bỏ ớt nhiều. Chẳng thấy biết cay luôn đó trời. Ngon. Bình thường chỉ với Phú ăn chứ. Tắt. Ngon thơm á. Tắt đó, chị đâu biết tắt ngon rồi. Ăn miếng bự. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Mình chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.